Federico Rompanen, Daniel Macho, please proceed to table number 7. Sọc trơn thì chắc đều như nhau cả. Quyết định sẽ xử lý cho mình những bi mục tiêu trơn trước. Bây giờ sẽ làm tình huống mà gọi là vào 3 ra 7 dành cho Rizzi mà thôi. Úi xôi, ra đẹp luôn đi. Như vậy là sẽ quyết định ăn đi cho mình bi mục tiêu số 12. 15 chứ, đúng rồi, con kia con 15 đúng rồi. Vâng. Yes. Một cú điều cái gẩy 7 để chọn 15. Mượt chưa? Quá mượt. Wow. Không chỉ lỗ à? Vẫn được. Vẫn có thể có bi số 7 được. Chỉ có bi mục tiêu số 6 ở đây nữa. Khả năng cao thì chắc là vẫn được thôi. Con 6 này hình như là nằm lệch sang bên phải thôi. Rất nhẹ nhàng. Rất tình cảm. Ván thi đấu thứ tư. Cuộc đối đầu giữa Gukulin và Fabio Rizzi. Trong khuôn khổ WPA vô địch thế giới 8B. Cũng là một cú phá rất mạnh. Như vậy là Gukulin đã quyết định là chọn cho mình một con bi để ăn rồi. Và đó là con bi mục tiêu trơn. Chém xa không thành công. Bởi vì đánh con 2 xong thì vẫn còn cái để có thể xử lý những con khác. 5, 6 các thứ. Rất chính xác. Nhưng mà cái lên hơi cao. Và bây giờ thì với Rizzi thì có lẽ người ta gọi là cờ bí thì Rizzi tốt mà gặp chốt thì mình thông thôi. Đã mở ra hình bi số 4 dành cho Rizzi.
Rizy vừa gõ cho mình bi số 1 vào lỗ 10 à? Vâng, đã có tình huống gọi lỗ từ cơ thủ người Pháp rồi và đó là một cú đánh không thành công. Đánh rất là phiêu diêu. Ui. Đánh rất phiêu diêu từ Rizy. Chém ngọt chưa? Mỏng dính. Cái về tận deep 14. Nó khiếp thật đấy. Mấy ông Trung Quốc này. Rất hay. Giải đấu này của chúng ta thì có những thể thức thi đấu khác nhau. Chín thì đã dễ rồi. Có chăng bài toán mà cô Linh phải giải sẽ là bi mục tiêu số 12. Gãi ra cho mình rất hay, chạm năm, chạm năm để sửa con năm ra và lấy đường ăn con 8 ấy. Vẫn là cú điều như này nhưng sẽ là đường ăn con 8 đúng không? Thế thì quá khó và cô Lin sẽ xử lý một cái tình huống chuẩn xác, nhìn nó ngầu lòi hơn với cú cân vừa rồi đến từ cô Lin. Điểm số thứ ba cho cơ thủ người Đài Loan. Xui ui. Nice. Tiếp tục là cú phá của Wu Kunlin. Hy vọng là lần này thì Kunlin sẽ có được cho mình một bi mục tiêu nào đó từ sớm để có thể chúng ta được tiếp tục xem cái màn thể hiện của cơ thủ người Đài Loan. Quên mất nãy giờ cứ nhìn bi số 8 thôi. Ui. Ôi giời ơi. Vâng, định móc ra để xử lý cho nó dễ các bạn ạ. Tôi nghĩ chắc là tình huống mà Rizy anh ta định móc bi số 8 ra để có thể có tất cả các lỗ xử lý cho nó dễ. Nhưng mà ui. Phá thuê rồi. Tính toán thì là hay. Nhưng vấn đề là bây giờ đánh nó có ra được như tính hay không thì nó lại là một câu chuyện khác. Ăn đi cho mình con bi 7 trước. Đấy. Còn với con bi mục tiêu số 3 này thì vẫn có thể chọc cái gậy vào giữa được. Bây giờ tây như này thì làm thế nào để có thể luộc được đây? Tây này khoai quá. Có lẽ vẫn sẽ là một tình huống luộc con bi mục tiêu số 8 này mà thôi. Vâng, chỉ còn cách điểm số thứ ba của mình là một cú nhảy đến từ Rizy.
Nó là mapping các bạn ạ. Quá hay, quá chi tiết các bạn. Tiếp tục sẽ là tình huống phá của Wu Kunlin. Bi số 2 và bi số 5 sẽ cần phải xử lý chính xác một chút. Như vậy thì Rizzy sẽ quyết định làm điều khó trước. Rất chính xác. Một băng ra lại 6 có lẽ sẽ không phải là điều khó khăn đối với Fabio Rizzy. Quá dễ dàng. Quyền phá bóng trong ván thi đấu này chính xác là sẽ thuộc về cầu thủ người Pháp. Đang có những sự comeback nhẹ nhẹ đến từ Wu Kunlin chăng? À xin lỗi các bạn, đó là Fabio Rizzi chăng? Nhưng phá thuê rồi. Như vậy thì quyết định của Kunlin cũng sẽ là ăn sọc. Chúng ta có tính thời gian nên là các cầu thủ chúng ta sẽ bị giới hạn khá nhiều. Hai. Cầu tay hơi khó với bi mục tiêu số 1 nằm ở phía sau con cái. Vẫn là một cú đánh tốt dành cho Kunlin. Coi như bây giờ là 11 với cả 13 là đi hết rồi này. Không còn gì phải tính toán với hai con bi này nữa. Một tình huống cộng rất hay đến từ Kunlin. Sẽ ngon hơn. Đánh lỗ 10. Đánh lỗ 10. Vâng. Cú phá lần này nhìn có vẻ mạnh hơn rất nhiều rồi đấy. Và đây rồi. Đó, thịt cho mình con 3 trước. Đây rồi. Wu Kunlin. Lượt phá dành cho cầu thủ người Đài Loan. Và anh chỉ còn cách chiến thắng của mình đó là một điểm số nữa thôi. Đây rồi. Hình như không phải các bạn. Có lẽ là có 15, 13 hình như là chết rồi. Một cú cộng 4. Xong. Ăn 14 đã. Mười hai. Ui, không còn gì để nói nữa rồi. Ở bên phía bên ngoài thì
Ở bên phía bên ngoài thì Fabio Rizzi đã bắt đầu cởi chiếc găng của mình ra. Có lẽ là cầu thủ người Pháp cũng đã hiểu điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước với một tình huống bi như thế này. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho Hu Kunlin trong trận đấu này trước Fabio Rizzi.